xin giới thiệu về cách sử dụng điều khiển điều hòa Daikin. Ở đây thì là một chiếc điều khiển điều hòa Daikin mới nhất của năm 2018. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là đơn giản. Ở đây thì có tất cả các cái chương trình hoặc là các nút. Chương trình thì sẽ hiển thị ở trên màn hình trên này rồi. Ngoài ra thì màn hình nền điều khiển có đèn nền sáng, dễ dàng điều khiển trong bóng đêm được. Và tiếp theo mình cũng xin tư vấn cho các bạn về các chức năng của điều khiển. Thứ nhất ở đây thì sẽ có nút vàng này là nút tắt máy. Thứ hai là nút khởi động chế độ làm lạnh. Và nút thứ ba ở đây thì sẽ là khởi động chế độ khử ẩm. Thứ tư là khởi động chế độ chạy quạt. Và khởi động chế độ chạy quạt. Và thứ năm ở đây thì sẽ là nhiệt độ. Nhiệt độ ở đây là các bạn có thể lên xuống nhiệt độ tùy thuộc trong phòng của mình nhé. Và tiếp theo nữa là ở đây sẽ có chọn tốc độ quạt. Đây, fan này là chọn tốc độ quạt. Và tiếp tục nữa, và đây tiếp tục là chế độ tiết kiệm điện nhé các bạn nhé. Tiết kiệm điện. Đây, chế độ tiết kiệm điện. Khi các bạn ấn vào thì ở đây nó sẽ hiển thị luôn lên là chế độ tiết kiệm điện. Đây, trên màn hình đấy ạ. Và tiếp theo nữa là mắt thần thông minh. Phần này thì sẽ là chế độ bật của mắt thần thông minh. Và tiếp theo ở đây thì sẽ là làm lạnh nhanh, inverter, cái phần điều khiển này ạ. Đây ạ. Và tiếp theo nữa thì sẽ là chế độ đảo cánh gió. Và bên dưới này thì sẽ là dàn nóng hoạt động siêu êm. Khi các bạn ấn nút vào đây ạ, dàn nóng hoạt động êm ái đấy ạ. Và tiếp tục nữa là chế độ luồng gió tiện nghi. Còn về ba nút ở bên dưới cuối cùng này thì sẽ là hẹn giờ, nghĩa là chức năng hẹn giờ. Thì ở phần đầu tiên thì là sẽ là hẹn giờ mở, và phần này sẽ là hẹn giờ tắt. Và cái cuối cùng là chế độ vận hành ban đêm và hủy hẹn giờ. Thì sẽ là có ba nút bên dưới này. Đây sẽ là một tất cả các chức năng trên một điều khiển khi mà mình đã tư vấn đến với các bạn.